Chủ tịch nước Guatemala cho biết xuất khẩu cà phê có thể bị suy yếu. Tin từ Madrid, hôm nay Chủ tịch nước, ông Otto Perez đã nói với đài Reuters rằng xuất khẩu cà phê của Guatemala có thể giảm đáng kể do bị tàn phá bởi bệnh nấm. Xuất khẩu cà phê của Guatemala cho chu kỳ thu hoạch 2012-2013 có thể giảm xuống đến mức thấp là 2.9 triệu bao 60 kg. Nếu các nhà sản xuất không thể ngăn chặn được sự bùng phát nghiêm trọng của bệnh Hoya, tức bệnh lá cà phê bị nấm. Chính phủ đã tuyên bố tình trạng cà phê khẩn cấp vào tuần trước để giải ngân các quỹ tài trợ để chống lại sự bùng phát của bệnh nấm đã gây thiệt hại trên 70% của 276.000 hecta đất trồng cà phê của cả nước. Ông Perez nói thêm rằng chính phủ của ông đang thực hiện các biện pháp mới để chống lại các loại nấm diệt cây. Ông Perez đang thực hiện một chuyến viếng thăm chính thức Tây Ban Nha để thu hút đầu tư vào quốc gia Trung Mỹ. Ông hy vọng sẽ có thể mang các công ty năng lượng và xây dựng của Tây Ban Nha đến Guatemala. Ông Perez nói rằng vị trí của Guatemala làm cho đất nước này có một vị thế chiến lược cho các nhà đầu tư đang tìm cách mở rộng các hoạt động kinh doanh của họ. Ông cũng đang nhắc nhở các doanh nhân Tây Ban Nha rằng ngoài một thị trường 15 triệu người ở Guatemala, các công ty nước ngoài còn có thể tiếp cận thị trường Mesoamerica, tức là từ miền Nam Mỹ Tây Cơ cho đến Colombia, nơi có gần 80 triệu người, và Guatemala là trung tâm của Mesoamerica. Kể từ khi nhậm chức vào tháng Giêng năm 2012, ông Perez đã tích cực kêu gọi một cuộc cải cách về chính sách chống ma túy, ủng hộ một cách tiếp cận quản lý, thay vì mở một cuộc chiến tranh chống ma túy hay hợp pháp hóa cho bán tự do. Ông Perez cho biết đề nghị chính sách về ma túy của mình đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều nguyên thủ quốc gia. Sau thời gian ở Madrid, ông Perez sẽ đến Rome, nơi ông sẽ gặp Đức Giáo Hoàng Benedict XVI.